quẹt kêu quá lạnh, nhà tao hôm nay có khách có hưởng. Phải rồi. Thì mới có câu nói rằng ngôn đa khách đáo tiên tài đáo, gia hữu nhân lai vạn vật lai. Có câu rằng lòng trời buồn ơi bay tàn mây mây khỏi ta là kiều ôi á ta anh em trốn lâu dần ôi á anh em trốn lâu dần mây mây khỏi ta thấy lão tôi đây lão quất lão nhiêu lão nhí có mà lão nhí cha phải là thầy ấy à ô chẳng vậy chẳng đâu gì họ mang là tôi ôi tiếc thì ở cửa nhà lúc lúc tết giàu có lắm thầy cô ơi nhà lão đây thì giàu lắm giàu kép mười châu là đầy một chục chả có gì thôi mà lõn thỏi nhung nhúc kép mười chục ấy là đầy một trăm lại chả có gì thôi mà gã chạy lăm trăm kép mười lăm con là đầy chục dưới cũng chả có gì thôi ấy à vui miệng thì lão mới chơi vậy thôi chứ nhà lão đây thì thực chẳng có gì nhưng mà bà tử tức lão sớm sinh một cái tuổi xuân xanh vừa đổ răng tròn nhưng chưa có nơi nào kết chỉ cầu hôn ngọc lành còn để làm cao như giá đâu phải rồi thiền sĩ con có lời chào cụ ạ. Không dám lão chào anh. Dạ, nghe cụ đây đã biến thức thời, vậy con xin sang để trần xuyên sự. Trần xuyên sự là cái việc gì đó hả anh? Dạ, văn thanh nhà ta sinh nàng thục nữ. Có. Vậy con xin sang để bán tử hồ người. Cái anh này ăn nói chi mà lã vậy. Lão đông lần này tuổi đầu còn thiếu chi cái chết. Thế mà anh sang anh bán tử là anh bán chết cho lão là không. Dạ thưa cụ không ạ. Sức có chữ rằng bán tử chi tình, tuy bán tử nhi tình so tử ạ. Bán tử là có xin sang làm con cơ. Dạ để làm con rể cụ cơ ạ. Anh nói thế ra ngay bảo tức bắt bên ấy sinh anh ra là trai lão tôi đây có con gái ví vừa đôi phải lứa thời để chi ta chẳng gả há vậy lão tôi đây có tham chốn giàu sang ấy à nhưng dâu nam giác tránh mới rẻ đông sàng được mời anh vào nhắn trong tơi nước để lão gọi con gái lão ra hỏi nó một tôi nhòi xem sao đã hử. Nào vì kính đâu con ra cho cha dạy chuyện nghe con hơi vắng nghe ý thấy tiếng trời
Mời ngọc tiến sĩ ra trong ngôi thầy truyền.
Nàng phải trong mi lo
Mày!
thời phải kiêng đông, mà cả chồng cho con thời phải kiêng sống. Tôi đã bảo ông kiêng là phải kiến vào những nơi trong màu kia mà. Công nhi chào ạ. Này con kia, tóc hưởng tâm công nghi nhà bà đây. Hỏi sống hát hưởng tâm công nghi. Này con kia, nhà bà đây sống hưởng tâm công. Có tuông bay theo mà sao ơi. Cho nên trước đau lòng mày ăn ở đơn giản,
Thank you.
Thank you.
của ai phúc nay A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện thập hương kính trình tam tao, lòng người có đạo đem mùa cúng dường, trăm nén cúng tiền một đồng tệ, tuy phân phạm lễ đàm tiến thành tâm, Phật tổ giác lâm quý thần trung chiếu. Tôi đã đẻ nhau xong, mời cô vào lễ Phật. Thank you.
Thầy Kiều ơi, cho nó hoài đời đi. À, em bảo anh
điều sao dạo này cô bảo tôi lại nhăng lên chùa hát đúng với chú tiểu thế à? Nay lên chùa mai lại lên, mà ông nhà tôi thì nay bắt đi tìm mai lại bắt đi gọi. Thôi thì cái thân phận kia cứ nhau cái lỗi chỉ đâu là tôi đánh đấy. Thôi thôi anh tôi bảo cô đang mổ tiếng tiếng buông quăng hay trở ra tam quan của anh là như chốc rồi anh cắt rồi anh cắt anh bỏ mỏi cái con nhẹ nó bây giờ đừng ở nơi nơi nào a lê chùa hiệu có màu về mới được. Oh, yeah.
Nó mới
Kiếm ăn là cũng à đây nè.
bảo thằng bố đốt đi đập ngõ mời làng mới được. Thằng bố đốt có nhà không? Đứa nào đốt nhà thì ở ngoài đây. Tao đây, thầy Lý đây. Dạ, thầy Lý đấy à? Bố đốt có nhà, bảo gia đình có việc cần ngay. Bố cháu chạy tỉnh lính băng rồi à? Con mẹ này ra lão thật. Làm cái thứ mõ gì bằng sắt gì mày hả? Yeah.
Đốm ơi, Đốm à. Dạ. Thế à. Ê. Thế à. Nhà mày được. Dạ thưa thầy, nhà con yếu hơn lắm thầy à. Thôi 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 là mấy. Dạ mới được có 9 cháu. Ôi ơi quý hóa quá. Dạ với cả cái thằng cháu này nữa là người đấy à. Con mẹ đốt tốt nải đào đi. Đốt ơi. Đốt bà. Dạ. Thế là thế. Thế à, thế à, hôm nào mát trời, mày cho thầy sao, thầy gửi một đứa nhá. Ây chứ, sao thầy đã nói chẳng cho thế, bố nó phải cho nó nghe thầy, có phải là nó ghét chứ không hả? Là bố nào, tao là tao thấy mình mát tay ngôi trẻ. Thì tao định mang sang một đứa gửi nhờ mày nuôi hộ. Chứ mày thì tưởng tao có cái gì. Còn nhầm huynh tao mỏi. Dạ, thế con biết tao thế nào à? Nghe đây, con đi đâu là Triềng làng Triềng xa, thượng hạ Tây Đông. Con gái chú ông tên là Mầu Thị, tâm tình ngoại ý, mãn nguyện có thai. Mời cha trẻ gái trai gia đình văn phẳng. Có thế thôi, đi ra đây. Chào ơi, nhà con thì được cái sáng sạc, nhưng là phải cái hôn tâm. Thầy mà làm một mạch dài như thế thì chả làm sao mà nhà con nhớ được đâu ạ. À, hay là thế này thầy nhá. Thế nào? Dạ, bây giờ nhà con phải đi đằng trước, con đánh mõ. Ừ. Thầy theo đằng sau. Thầy sao nhà con vậy? Ờ. Láo nào. Thế hóa ra tao đã đẩy tớ mõ cho nhà mày. Dạ. Thế thì thầy cùng thẳng đọc lại để cho nhà con nhập tâm vậy. Nghe đây. Vâng. Đi đâu là Triềng làng Triềng xa, thượng hạ Tây Đông. Tây Đông vào Tây này. Ôi ôi, đốt. Sao đốt? Sao mày lại bốc mồm tao? Rồi mày bỏ cái chỗ ý. Dạ thưa thầy, không làm như thế này thì chả làm sao mà nhà con nhớ được thầy ạ. Thế à? Vâng. Bỏ tao đấy mới nhớ được à? Vâng. Con gái của ông tên là Mầu Thị. Mầu Thị à, đây. Tâm tình ngoại ý, mãn nguyện có thai. Có thai vào Tây. Ôi ôi. Không. Không không, ôi ôi. Sao mày lại có thai cả mồm tao thế ở. Ôi dạ. Con đã bảo không làm thế này thì con không nhớ được mà thầy. Mày cứ nâng cao giải yếu của bố cả cái mồm tao kia. Dạ thưa thầy, con nâng cao. Cao lắm đấy thầy à. Mời ra trẻ gái trai gia đình văn hóa. Ăn đi quán vào Tây này. Có thế thôi. Vào Tây này. Đi đâu ạ? À, giấy này. Giấy này. Trong này con được trả hết. Trả sạch thế này. Nhớ gì không? Vâng.
chị em ạ. Còn cụ đồ là con phải vào tận nhà mời phụ huynh sang mới được. Cứ đứng ở ngoài này, phụ huynh cũng chả nghe thấy gì đâu. Thank you.
trông cái gì? Khất lối. Ồ. Dạ con đây ạ. Cái xe làng còn cuộc chưa gì thấy sao mà để nó kêu lên như thế hả con? Dạ, đấy là tiếng ông Vương. Ông ấy đang làm việc làm, chứ có xe bỏ gì đâu mà. Ông Vương à? Thưa trên có chức vị
bạch chất. Ông mới thề là ông mới không ăn nằm với con máu. Không ăn à? Hóa ra con này trâu lắm rồi phải cả. Nó đổ cháo hết cho các cái lên một tí nước. Phải thẳng tay đồng chí chấp này là lấy nhầm. Dạ, thưa các cụ, nếu thế thì phải bắt quán cả thầy Lý nữa chứ là. Dạ, dạ. Ai cô mày bàn được làm mày dám đấy không? Một ngày, dạ. Một ngày chỉ được cái mấy đấy học về. Nếu cô ấy mà cứ cố gắng thì đến vua ông ta cũng chẳng nể. Nể làm sao được phải thú cho được, kéo đòi kia vô dữ. Phải đâu là thói dân tà, bởi chức sâu máu mới hóa ra thế này đấy các cụ à. Phật, sao bỗng dưng con
lại đặt điều cho kẻ tu hành làm vậy? Thôi, đã trót thời tha thứ thú, rồi làm cho đoàn tụ vợ chồng chuyện sau bây giờ dù có dù không, ta cứ nhận để được hết chồng hết vợ đấy thầy Tiều à. À, thế là câu chuyện đã rõ rồi đấy các cụ ạ. À. Anh chỉ đạo Phật, oan cho kẻ tu hành này lắm lại. Thôi, còn oán tình gì nữa, đừng có dối Phật mạnh trong, khôn hồn như là mau mà thu. Nếu còn nói một lời sai, thì đòn chấm thoái chắc. Đánh Mô Di Đà Phật, xin lạy làng tôi xin thưa đủ. Nào dám đơn say, lòng như còn bất chút dần ai. Thời xin có đứng như lai soi tỏ. A Di Đà Phật. Này, trời ơi, đánh lý à? Bạn có, đánh lý à? Sao đấy, thầy? Xem chừng là đắt, quá nhỏ. Này anh Lý ơi, anh Trang anh làm cái việc gì chứ nó nhanh nhanh lên. Chứ công tác của ở đây là đói hết cả rồi. Đói rồi, không nói nữa thôi. Cứ cổ đặt bắt cổ tiểu đánh đủ chắc rồi. Có bao nhiêu lời đặt hết. Không, có đâu. Cứ cô nặng bắt cổ tiểu đánh đủ chắc rồi. Vâng. Mô Di Đà Phật. Quá. Quá nè. Trình lấy làng dòng lòng Bồ Tát, dẹp trần lối đình. Quá làng bao sư nộp phân minh, tha cho tiểu kinh tâm làm phúc. A Di Đà Phật. À, lời chứ nói ra dân ta cũng nghe. Anh chỉ có phải nhẹ ông ta một tí không phải không? Ừ, chứ lẽ ra phải đánh đủ trăm rồi. Bất thiếu làm sao được. Nhưng thôi, cho dậy. Nhưng nhà sư phải giữ ý lời. Hẹn sáng mai phải nộp bán lạc cho đủ. À, gì đó. À, này, nhớ là không được thiếu một kém nào đâu ấy nhá. Thôi, giờ ta vào nhà phú ông nhà vậy. Mời các cụ và tất cả dân làng ta cùng.
tình tâm còn hơi, dù oan dù nhân chẳng oan, thời con ra ở tam quan mãi ngoài, từ nay không được lên đài, kẻo e miệng thế mỉa mai chê cười. Vâng lời thầy dạy, con xin ra ở mãi tâm khôn. Thank you.
Thank you.
xem cơ sở bạch cho dư. Thank you.
cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của Nhà hát chèo Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Dàn nhạc Nhà hát chèo Việt Nam. Xin được kính chúc các quý vị đại biểu cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc.